say mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao, ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhất. Say mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao, ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc. Bốn bên kính thưa cô dì chú bác, các ông bà, đã bớt chút thời gian đến chung vui với gia đình, hai gia đình chúng tôi. Không biết nói gì hơn, chúng tôi được đại diện cho gia đình và nhà trai và nhà gái xin chân thành cảm ơn tất cả các ông, các bà, các bác, cô dì chú bác, nội ngoại bốn bên, và cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã giúp đỡ cho gia đình chúng tôi do hoàn thành công việc. Tuy nhiên ở đây tôi cũng muốn nói rằng hai gia đình thông gia chúng tôi, tuy nhiên ở ông thông gia, bà thông gia quê ở rất xa, đã mất chút thời gian đưa cụ nội, cụ ngoại đã ra chơi với các cháu và thăm gia đình chúng tôi, rất chân thành cảm ơn. Anh mang chứng giám ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhất. Hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Hôm nay là ngày gì? Không biết nữa. 1, 2, 3, du! 2, 3, du! 2, 3, chúc mừng! 2, 3, good job, amazing, good job. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ngày vui sinh. Tối nay là chúc mừng năm mới đúng không? Happy New Year. Ai có quà thì bỏ hết ra. Không thằng nào có. Ta đi về đây, ta không có bì rồi, không có quà. Lấy quà, lấy quà. Di ơi. Mày nên nhìn mâm nào hơn? Bắt đầu. Mâm nào hơn? Cái gì?
gì cơ? Cái gì? Đem lúa. Đem đi. Lú. Mỗi mỗi một vòng mình là một chén. Mỗi một chén không nghe chưa? Ui giời ơi, say rồi, say rồi. Say rồi. Chơi tao hả? Cái này mời thụ một chén nó mới tỉnh. Đấy. Đợi ta 5 phút. Ok. Đợi 5 phút. Lại đợi. Nhanh nhanh. Đợi 5 phút. Bác lấy bông mì không? 15 cái. Ok, đi. 15 cái. Ngồi lâu vào. Ngồi đến tuần sau. Ngồi tháng sau luôn. Thiếu gì gọi bảo tao để tao gọi. Tao thiếu mày thôi. Bây giờ như này. Mày đi lên vợ rồi. Từ từ. Từ từ ok. 5 phút quay lại ok. 5 phút.